Collagen không hiệu quả, hãy để bác sĩ đưa ra cách chọn collagen chuẩn chuyên gia nhé. Sai lầm khi sử dụng collagen là gì? Cứ dùng là nổi mụn, nóng trong, dùng mãi không có hiệu quả. Tất cả là vì bạn đang dùng sai cách đấy nhá. Dưới đây là những sai lầm và cách uống collagen có hiệu quả mà không bị nổi mụn. Thứ nhất, uống hàm lượng collagen không phù hợp. Việc bổ sung collagen với hàm lượng bao nhiêu là phù hợp sẽ phụ thuộc vào loại da và cái tình trạng lão hóa. Cần hiểu và lắng nghe nhu cầu của làn da để chọn mức hàm lượng phù hợp. Ví dụ với làn da lão hóa cấp độ nhẹ và trung bình thì da sẽ hơi căng và có hiện tượng mốc ở khóe miệng. Dùng mỹ phẩm thì không bám và dễ tạo mảng mốc. Tuyến dầu thì hoạt động kém nên chúng ta có thể bổ sung collagen từ 1.000 đến 4.000 mg collagen trên một ngày. Với da lão hóa nhiều, da bong tróc và sớm hình thành nếp nhăn và rãnh nhăn, da lão hóa chảy xệ, lỗ chân lông to, có thể bổ sung từ 4.000 đến 6.000 mg collagen trên một ngày. Thứ hai là mức độ nhạy cảm của cơ thể. Ngoài việc quan tâm đến mức độ lão hóa của làn da để bổ sung hàm lượng collagen phù hợp thì bạn chú ý là bạn đã từng uống collagen hay chưa. Nếu mà chưa từng uống thì cần phải làm quen trong thời gian đầu với việc bổ sung collagen từ bên ngoài, nên hãy giảm lượng collagen xuống thấp hơn hoặc sử dụng sản phẩm có hàm lượng collagen thấp nhé. Sau đó thì bạn có thể nâng hàm lượng lên dần khi cơ thể đã quen. Thứ ba đó là collagen là một dạng protein có kích thước phân tử lớn nhưng lại không được sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tách thành collagen siêu vi. Vì vậy mà làm khả năng hấp thu kém nên cơ thể không thể kịp đào thải, khiến cho nổi mụn và nóng trong rất dễ xảy ra. Collagen mà dễ hấp thu nhất phải là collagen có kích thước siêu nhỏ dưới 1.000 Dalton, sẽ giúp cơ thể hấp thu gấp 6 lần và mang lại hiệu quả gấp 2 lần. Thứ tư là chế độ sinh hoạt không khoa học. Một cơ thể sinh hoạt không lành mạnh, không uống đủ nước, dùng nhiều nước ngọt này, nước có ga này và hay thức khuya liên tục không những khiến cho việc uống collagen trở nên vô nghĩa mà còn khiến cho tốc độ lão hóa da bị tăng nhanh. Nên các bạn cần uống đủ nước này, ăn uống khoa học với các thực phẩm có chứa vitamin, đặc biệt là vitamin C, sẽ giúp việc tổng hợp collagen nhanh và hiệu quả hơn. Nếu bạn muốn uống collagen mà lo sợ mụn hay là nóng trong, bác sĩ khuyên bạn nên dùng 82X Zerping collagen thông minh thế hệ mới, giúp nhân hai hiệu quả: làm trắng, giảm nếp nhăn, giảm mụn viêm nhờ các dưỡng chất 1.000mg collagen, 300mg vitamin C, HA và ceramide để tối ưu hơn khả năng hấp thụ cho cơ thể. Smart Collagen Zerping còn bổ sung thêm 82 thực vật lên men, giúp tạo môi trường và tăng lợi khuẩn tự nhiên, từ đó tối ưu tăng khả năng trao đổi chất của cơ thể. Cuối cùng là lựa chọn collagen đến từ thương hiệu uy tín cao cấp để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho sức khỏe lâu dài bạn nhé.